15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Ở đây 15m thấy có một xe 16 chỗ đang đến ở viếng của cầu 5. Rồi các cô chú ở đây ha, cũng đến viếng. Người ta mến mộ rất là lớn luôn, cái ái mộ. Con chào cô nha. Xin chào cô chú. Theo dõi cái câu chuyện mà ở nhà thì như thế nào? Chào tất cả các chú anh chị nha. Thôi bây giờ mình mời mọi người xuống đi. Đúng rồi cô. Thôi bây giờ để cho cô chú anh chị xuống đi, rồi mình đốc nhang đây, rồi mình nhớ kêu được quay. Chuyện gia đình là để cho gia đình giải quyết phải không cô? Đúng rồi. Mình vậy là quý quá hả cô? Dạ. Dạ. Hôm nay là mình đi lễ Phật đản hay sao cô? Dạ. Ồ, vậy là con nói đúng rồi ha. Đúng rồi. Các cô đi lễ Phật đản. Vậy là cô làm fan của Hồng Loan phải không chị? Phải không? Chị là mấy chị ủng hộ cho Hồng Loan hay sao? Nghe nói fan Hồng Loan. Mình đây là cái gì phải mà nếu cô là lễ phải mà bên 50 ấy. Vậy là ai phải thì con theo. Ở bên trong đây có nhang này cô. Chuyện gia đình thì cô cũng không biết gì hết, mà chỉ biết anh Vũ Linh thì mình thích nghe anh ca, rồi ảnh cũng là người rất đàng hoàng nên cô cầm đến đây thắp hương à. Dạ. Thôi giờ cô thắp đi cô, có cái đây cái thùng mình thắp. Dạ cái thùng nhang ở đây à. Ủa mà đi có mấy người. Từ Long An lên cô chú chị ơi, quá Long An lên nha, đi xe 16 chỗ. Hôm nay là đến rồi biết cũng có nghe nó là mấy anh cũng đến đây hôm đó ai cũng lên đồ ở Long An không có gì vậy. Dạ. Khi làm chết nhưng được anh Vũ Linh vậy là rất là vui. Dạ. Không có ai được như cậu. Đúng rồi, chưa bao giờ chị chưa từng thấy. Mỗi nhà coi trong điện thoại á, cô cũng thường hay khóc luôn hả. Dạ. Giọng ca rất là hay. Đây là cô rất thích. Ở đây nó lại ra ngầm miền Tây. Cô ơi, cô ở ngoài cô gặp con Năm bao giờ chưa cô? Chưa có gặp. Dạ. Dạ. Đẹp trai thì dễ thương. Dạ. Rồi hết mình cứ đốt nhang cho cậu Năm nha cô. Dạ. Cô thích nhang đây rồi cô thông qua chút xíu đi, cô mình muốn tư vấn gì thăm mộ chị Tú Phụ Linh nha cô. Cái biết anh Hằng Trần cái thành phố không? Đại gia thì có mẹ con tay đất là bao la trò bay nhảy cầm ôi ngon dữ trời. Đại gia gì kiều là hâm hậu không? Đại gia này đó hồi nãy mình kiều mấy nước này chạy đi chung á, nói là dạ. Dạ đúng rồi, phía bên luôn nha. Tôi nói trời, thấy mặt bên phía sau mà. Ôi, ổng nào chết đau cho nó người ta quá trời luôn đó. Dạ. Trời ơi, cái vô xe đi mà đâm quá nó thôi, đâm quá. Lên, từ từ cũng phải lên thôi. Dạ. Như giờ là mình được lên hả cô? Được lên là mừng rồi. Dạ. Thăm mộ đã lâu rồi, bữa nay mới được đi lên. Chị cho ý kiến về nhân vật Kim Nga, nhân vật thì mình bàn theo cái chuyện ngoài xã hội thôi. Anh Vũ Linh thôi. Mình bàn theo cái chuyện ngoài xã hội thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà ở mộ cậu Năm thôi, mình bỏ qua chuyện gia đình đi anh. Bữa nay mới tới luôn chọn. Dạ. Ở nhà cô có cậu có chạy để cúng cậu á. Trời ơi, hồi nãy nào cũng không biết gì.
Vừa tối ha, làm chuyện xong rồi tối bắt đầu coi á. Dạ. Hoài tiếng phim luôn. Hoài có hoài tiếng phim luôn. Coi tiền xong rồi. Đó, thấy tiếng cho mọi người nghĩ ha. Dạ. Coi hôm nay mình đi mấy người cô? Tài Linh. Dạ. Tám Tài Linh. Tài Linh. Dạ. Tài Linh. Tôi nói là Vũ Linh, Tài Linh. Vũ Linh là phải Tài Linh. Dạ. Ngoài ngoài có Tài Linh này cô có thích hát với ai nữa không? Mỹ nữa. Dạ. Mỹ cũng dễ thương á. Nhiều dạ. Dạ. Coi như hát với ai cũng dễ thương hết. Tối dạ. Vậy là sáng nay mình đi chùa Hoằng Pháp hả cô? Đúng dạ. Rồi sau khi mình đi viếng đại lễ xong mình lên đây luôn. Dạ. Cô thì cô đi thường chùa Hoằng Pháp, tôi dạ. Có người chưa đi mà dạ. Hôm nay ở dưới chắc là rất là lớn hả cô? Chưa có đông giá số. À, vậy là ngày mai mới đông hả cô? Chiều nay. Dạ. Mai là dạ mai là đúng ngày. Dạ. Tại hồi đó con cũng có tu một ngày mà ở Bình Dương. Rồi là không con cũng có nghe. Coi coi xong là không còn hay sao? Không có sao á. Một tháng nó có mới từ coi xong cho cái là tươi. Cái cửa hoàn tháng tháng này cô đi cũng đi vô á, là đồ có má đồ con nhé. Có nghĩa là ở trời ở dưới lính cho mẹ. Cô hỏi cô này khi mà coi xem những cái vở tuồng của nghệ sĩ Vũ Linh thì có coi xong khóc hay là cười? Khóc luôn. Coi xong rồi thấy hát hay quá chứ không. Quá tuyệt vời. Quá lúc mà quá tuyệt vời. Hồi trước thì ai hay có bài đi khóc luôn. Còn bán xe thì nhiều cái còn sống nữa lặng lẽ. À Khang ơi, cái bao tay của anh nó phát huy hiệu quả không? Ủa hai bao lắm mà Khang. Xài con cái hả em? Cẩn thận nóng nha em. Ngon lạnh không? Êm tay không? Bảo tay êm tay không? Êm nè. Được luôn. Ông à, ở bên Long An nhiều đường ca đầy đủ ngon. Long An là tuyệt vời nha cô. Long An là ca lương hay lắm. À dân dân Long An là con nghe nói là nhậu dữ lắm phải không chú? Đó không dám đâu. Cái gì xấu xấu mình không dám nói, dạ. Nói nó tốt rồi. Dạ. Còn, mình nói nhậu cái người ta nói chỗ cái ông kẹ kia ông nói mình nhậu rồi này kia bồm nhậu. Bồm nhậu. Nghe nói nhậu nhậu. Dạ. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.